Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc chương trình nội dung, đạt mục đích đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau 2 năm thực hiện, đề án 16 của tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng đã tạo ra những chuyển biến rõ nét, tăng cường sự trong sạch và hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền. Xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Mỹ, sự kiện có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận với một thị trường rộng lớn. Tin quốc tế, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Kishida nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 11, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Tham dự cuộc diễn tập có Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, đại diện các cục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng, Công an các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 2. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các thành viên trong khung diễn tập. Theo đó, chương trình diễn tập khu vực phòng thủ một bên ba cấp tỉnh Lào Cai năm 2022 gồm hai giai đoạn chính. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Theo đánh giá, cuộc diễn tập đã hoàn thành xuất sắc chương trình, nội dung, đạt mục tiêu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 khẳng định, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các sở ngành, các khu diễn tập đã quán triệt, vận dụng sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo sát với thực tế địa phương và nhiệm vụ từng ngành, từng lực lượng. Đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành của tỉnh và các địa phương tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến khu vực phòng thủ và khả năng bảo đảm thực tế của địa phương, đồng thời đề xuất kiến nghị với các cơ quan có chức năng, có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức diễn tập và xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã cảm ơn sự chỉ đạo, phối hợp của quân khu trong công tác chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cuộc diễn tập, biểu dương các cơ quan đơn vị và lực lượng tham gia cuộc diễn tập. Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét đánh giá của quân khu, ban chỉ đạo diễn tập quân khu, trong đó thì có hai cái cần rút kinh nghiệm và 5 cái nội dung kiến nghị với tỉnh Lào Cai thì chúng tôi xin tiếp thu và nghiêm túc sẽ đưa vào chương trình kế hoạch của tỉnh Lào Cai nhằm thực hiện yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung của địa phương. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 đã được Tư lệnh Quân khu 2 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tặng bằng khen. Sáng 28 tháng 11 tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên tỉnh Lào Cai, Trường Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Công tác khảo thí luôn được Trường Đại học Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo, giám sát và kiểm tra thường xuyên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường, triển khai các hình thức thi phù hợp với thực tiễn. Hiện trường có trên 90% số học phần có ngân hàng đề thi, câu hỏi thi. Các trường đại học thành viên đang sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong công tác khảo thí như quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi, quản lý điểm thi, trộn đề, phách, triển khai tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá tồn tại nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, đồng thời đề ra phương hướng kế hoạch của năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng, gia tăng về số lượng, chú trọng kiểm tra cấp ủy cơ sở, tăng cường vai trò của tổ chức đảng, gắn trách nhiệm với người đứng đầu, đó là những điểm nhấn trong thực hiện đề án số 16 của tỉnh ủy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Sau 2 năm thực hiện, đề án đang tạo ra những chuyển biến rõ nét, tăng cường sự trong sạch và hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền. 15 đảng viên bị kỷ luật trong 2 năm qua, trong đó 7 trường hợp khai trừ khỏi đảng do vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài chính, công tác cán bộ. Đó là kết quả từ việc Thị ủy Sapa đã triển khai đề án số 16 của tỉnh ủy theo hướng đổi mới, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm và gắn vai trò trách nhiệm đối với người đứng đầu của địa phương xảy ra sai phạm. Qua kiểm tra, qua giám sát thì cũng có những trường hợp liên quan đến tổ chức cơ quan đơn vị thì cũng xem xét trách nhiệm của tổ chức cơ quan đơn vị, thế và đặc biệt là cá nhân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ này thì cũng có những cán bộ thì đã đến mức phải xử lý kỷ luật, và ủy ban kiểm tra cũng đã tham mưu cho ban thường vụ cũng đã xử lý kỷ luật cán bộ, thế rồi ủy ban kiểm tra cũng theo thẩm quyền thì cũng đã có xử lý kỷ luật. Một điểm sáng trong thực hiện đề án số 16 đó là việc cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra giám sát ở cơ sở, từ đó chỉ rõ, uốn nắn những tồn tại hạn chế, nâng cao vai trò kiểm tra giám sát của cấp ủy cơ sở, sớm phát hiện những khuyết điểm của đảng viên để từ đó có biện pháp phòng ngừa. Kiểm tra giám sát vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, rồi là lĩnh vực đầu tư công, rồi là các cái lĩnh vực liên quan đến cái quản lý tài chính ngân sách, thì có lẽ đây cũng là một cái nội dung trọng tâm mà chúng tôi chỉ đạo thực hiện. 2 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với gần 4.400 lượt tổ chức đảng và trên 9.300 đảng viên. Ban thường vụ tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 44 tổ chức đảng, 60 đảng viên. Những con số này đều tăng rất cao so với chỉ tiêu của đề án. Việc kiểm tra đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và lấy phòng ngừa là chính. Tập trung vào nâng cao cái chất lượng công tác kiểm tra giám sát để quá trình kiểm tra giám sát đạt được cái mục tiêu đề ra, đó là kiểm tra để lấy xây là chính, lấy cảnh báo phòng ngừa để không vi phạm mới là mục tiêu chính của công tác kiểm tra giám sát. Rồi trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác phối hợp giữa các cái cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy trong thực hiện công tác xây dựng đảng. Đề án số 16 đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng trong công tác kiểm tra giám sát và công tác phòng chống tham nhũng, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần ngăn ngừa những sai phạm, tạo niềm tin của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 11, tỉnh Lào Cai ghi nhận mới 19 ca mắc COVID-19, giảm 4 ca so với tuần trước. Trong đó, thành phố Lào Cai ghi nhận 10 người, huyện Bát Sát 4 người, huyện Văn Bàn và Simacai mỗi huyện 1 người. Như vậy, từ khi xảy ra đại dịch cho đến nay, toàn tỉnh có 186.296 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, cơ bản các bệnh nhân đã điều trị khỏi và chỉ còn 4 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Lào Cai. Toàn tỉnh cũng đã tiêm được trên 2.314.000 mũi vaccine phòng COVID-19. Trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên đã thực hiện tiêm các mũi bổ sung. Riêng trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đang thực hiện tiêm mũi 2 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong tổng số 1.126 doanh nghiệp của tỉnh phải đóng quỹ phòng chống thiên tai theo quy định, đến nay mới có 126 doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đóng quỹ phòng chống thiên tai thấp là do đa số doanh nghiệp cho rằng đây là quỹ ủng hộ chứ không phải là quỹ bắt buộc. Trong khi đó, đây là quy định của luật và có chế tài xử lý rất cụ thể. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh, suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa thực hiện nghĩa vụ đóng quỹ phòng chống thiên tai theo luật định, dẫn đến số truy thu lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung 467 triệu đồng, công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu Phú Hưng 440 triệu đồng. Việc đôn đốc thu nộp quỹ đang tiếp tục được Ban Quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai của tỉnh đẩy mạnh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch thu trên 28 tỷ đồng trong năm nay. Tính đến hết tháng 11, thu ngân sách nhà nước qua hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.400 tỷ đồng, bằng 90% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 77% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh, nhưng thu thuế xuất khẩu đạt 715 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân bởi giá một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như phốt pho, lưu huỳnh tăng rất cao. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tự vệ và thu khác đều giảm mạnh. Việc thu hồi nợ đọng thuế đối với một số trường hợp doanh nghiệp đã không còn hoạt động gặp nhiều khó khăn. Ngành hải quan phấn đấu kết thúc năm 2022 sẽ đạt số thu ngân sách 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu không thực hiện các biện pháp, nhất là đôn đốc thu hồi số nợ đọng thuế gần 400 tỷ đồng của các doanh nghiệp, sẽ rất khó đạt được mục tiêu này. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng lên cũng là lúc các đối tượng buôn lậu tăng cường hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh phối hợp mở những đợt cao điểm nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Lô hàng với 300 kg các loại thịt xế khô không hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường thu giữ. Đối tượng khai nhận số thực phẩm này được đưa vào Lào Cai để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ. Các đối tượng cũng có những phương thức thủ đoạn khác, tức là đóng hàng và sau đó thả sông Hồng, trôi dọc tuyến sông Hồng, sau đó là vớt. Thế nhưng mà trước cái tình hình đó thì cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng nắm được và cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hơn và đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm. Một thủ đoạn mà các đối tượng thường áp dụng là kê khai hàng quá cảnh, trà trộn vào các mặt hàng chính thống, thực hiện buôn lậu qua đường bưu kiện, chuyển phát nhanh. Tại cửa khẩu Kim Thành, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện ra những vụ hàng hóa không có trong danh mục nhập khẩu được trà trộn cùng với hàng hóa khác thông qua máy soi chiếu container mới được lắp đặt. Trong tổng số là 127 lượt soi chiếu thì chúng tôi đã phát hiện được một số lô hàng nghi vấn về khai hàng hóa không khai báo, chứa chấp hàng hóa không khai báo hoặc là khai sai về chủng loại, về quy cách. Thì chúng tôi cũng đã chuyển thông tin cho cơ quan hải quan và cơ quan hải quan cũng đã tiến hành phát hiện và xử lý một số vụ việc bước đầu liên quan đến cái quay soi chiếu này. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai đã phân công rõ trách nhiệm quản lý kiểm soát địa bàn cho từng cơ quan chức năng, địa phương, giám sát xử lý các hành vi lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để buôn bán hàng cấm, hàng trái phép. Chú trọng kiểm tra xử lý vi phạm các mặt hàng liên quan đến lương thực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị và tư y tế, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng và các mặt hàng tiêu dùng tăng cao. Tăng cường kiểm tra kiểm soát ở các cái chợ đầu mối, các cái trung tâm siêu thị và đặc biệt là những cái kho hàng ở trên địa bàn của tỉnh về cái việc là người ta có tàng trữ hoặc là có cất giấu những cái hàng hóa vi phạm pháp luật hay không. Và trên cơ sở đó thì có những cái bước xử lý rất là kịp thời. Và chính vì điều đó cho nên là hiện nay thì đã cái công tác kiểm soát về buôn lậu, gian lận và hàng giả trên địa bàn thì thực hiện là khá tốt, cũng không có vụ việc nổi cộm gì xảy ra trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 1.200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm qua địa bàn tỉnh Lào Cai, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong thời gian cận Tết, dự báo tình hình buôn lậu sẽ nóng hơn với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã lên phương án để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với loại hình tội phạm này. Tỉnh Lào Cai đặt ra 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí an ninh trật tự nông thôn mới.
có ít nhất 30% số thôn đạt chuẩn tiêu chí an ninh trật tự nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai nghị quyết số 20 của tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Qua 3 năm thực hiện, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho 37 xã đạt được kết quả khả quan. Theo đó, số công trình cơ sở hạ tầng được triển khai thực hiện là 516 công trình, gồm 219 công trình đường giao thông nông thôn, 90 công trình trường học, 41 công trình cấp nước sinh hoạt, 25 công trình thủy lợi, 24 công trình cấp điện, 24 công trình trạm y tế xã và 93 công trình khác. Tổng kinh phí bố trí đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021 là gần 941 tỷ đồng. Các công trình đầu tư đều gắn với thực hiện và đáp ứng các tiêu chí xây dựng chương trình nông thôn mới, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các xã được thụ hưởng. Kết cấu hạ tầng tại các xã đã được cải tạo, mở rộng phát triển đáng kể, không ngừng làm thay đổi bộ mặt nông thôn các xã đặc biệt khó khăn, cũng như phần nào cải thiện cuộc sống của người dân sống trên địa bàn 37 xã. Thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Lào Cai định hướng phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái. Tập trung quy hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa 6 ngành hàng chủ lực là chè, dược liệu, chuối, dứa, quế, chăn nuôi lợn. Hai lĩnh vực là phát triển kinh tế đồi rừng và ngành hàng tiềm năng địa phương. Lào Cai khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi hình thức chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại an toàn sinh học, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xuất khẩu, áp dụng công nghệ xử lý phế phụ phẩm theo hướng nông nghiệp tuần hoàn. Bố trí sử dụng đất nông nghiệp theo hướng tập trung, chuyên canh, tạo ra sản phẩm hàng hóa và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất rừng phòng hộ, đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên và đất di tích, danh thắng để bảo vệ cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học, phát triển bền vững. Huyện Bát Sát hiện có 156 người có uy tín, trong đó 97,4% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những nhân tố tích cực để tạo ra những thay đổi tại cơ sở. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bát Sát đã không ngừng quan tâm chăm lo, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong cộng đồng, thực hiện kịp thời đầy đủ chế độ, chính sách cho người uy tín. Từ đó, họ trở thành tấm gương đi đầu trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước, các phong trào thi đua ở địa phương. Những người uy tín cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 tỉnh Lào Cai có chủ đề Xuân yêu thương, hành trình của sự kết nối, chia sẻ và tự lực vươn lên. Dự kiến tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 12 tới đây tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai. Để chương trình diễn ra thành công, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, địa chỉ phố Phùng Chí Kiên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 3761-0905-1094-91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai. Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, các hoạt động nhằm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở các xã vùng cao được tỉnh, ngành y tế, các địa phương quan tâm triển khai. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, so với các tỉnh thành trong cả nước, Lào Cai vẫn nằm trong top đầu về tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, đặc biệt là thể thấp còi. Con trai chị Giàng Thị Dúa năm nay gần 2 tuổi, nhưng cân nặng của bé chỉ gần 7kg, cao 71cm, suy dinh dưỡng mức độ 1. Từ khi mang bầu con thứ hai, chị Dúa cho cháu tập ăn cơm, nhưng bé lười ăn hay bị ốm. Cháu lớn nhà mình được 1 tuổi chỉ có 7 cân thôi. Mình xin bé được 2 tuổi 1 tuần. Ở nhà không có gì ăn, ăn cơm với ăn rau thôi. Còn với bà Vàng Thị Sơ, đã gần 60 tuổi. Do các con đi làm xa, bà phải nuôi 3 cháu. Đứa bé nhất mới hơn 1 tuổi. Nuôi cháu theo kinh nghiệm xưa, nên các bé đều suy dinh dưỡng thể thấp còi. Các con đi làm ăn xa hết, một mình bà ở nhà nuôi các cháu, nhà có gì ăn lấy thôi.
trạm y tế đã cử cán bộ xuống thường xuyên tuyên truyền cho gia đình có con nhỏ để suy dinh dưỡng và sử dụng các thực phẩm có sẵn của địa phương để nấu cho trẻ. Do tỷ lệ hộ nghèo cao, hoàn cảnh khó khăn nên bữa ăn hàng ngày của không ít gia đình vùng cao rất đạm bạc. Nhiều trẻ bị thiếu chất ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Thêm vào đó, nhiều ông bố bà mẹ thiếu kiến thức, kỹ năng chăm sóc con. Đây là nguyên nhân tình trạng trẻ suy dinh dưỡng ở vùng cao vẫn khó cải thiện. Công tác chăm sóc dinh dưỡng nó đem lại cho cái đứa trẻ được sức đề kháng và sự phát triển trí tuệ, tạo cho trẻ được cái sự phát triển tốt và tránh được cái vòng luẩn quẩn, cái vòng xoắn bệnh lý là trẻ bị bệnh thì trẻ lại lười ăn. Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời thì sẽ mang lại cái ý nghĩa rất quan trọng và nó quyết định đến cái sức khỏe của đứa trẻ sau này. Lào Cai hiện nay có 48 mô hình dinh dưỡng. Việc duy trì nhân rộng mô hình quản lý điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính dựa vào cộng đồng là rất cần thiết nhằm can thiệp trong 1.000 ngày vàng tính từ khi trẻ còn nằm trong bụng mẹ đến 2 tuổi, góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở các xã vùng cao. Trong phần tiếp theo của chương trình có những thông tin đáng chú ý. 18 làng công nghệ tham dự Ngày hội Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia năm 2022. Tin quốc tế, Israel tiến gần hơn tới việc thành lập chính phủ liên minh. Sáng 28 tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng bởi xuất khẩu chính ngạch trái bưởi sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận với một thị trường rộng lớn. Để có được lô bưởi đầu tiên xuất khẩu chính ngạch, các vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi đã phải chuẩn bị và trải qua rất nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn hai nước, đáp ứng được yêu cầu về kiểm dịch và kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện đúng quy cách về đóng gói, đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác. Cả nước hiện có 105.400 hectare bưởi, sản lượng gần 905.000 tấn, với các giống bưởi đa dạng, đặc trưng cho từng vùng miền. Đến nay đã có 36 vùng trồng bưởi của 10 tỉnh thành được cấp mã số vùng trồng bưởi xuất khẩu sang Mỹ với tổng diện tích 752 hectare, sản lượng dự kiến gần 13.000 tấn. Với chủ đề đổi mới, sáng tạo mở, khơi nguồn tư duy mới, Ngày hội Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc tế TechFest Việt Nam 2022 có 34 làng công nghệ tham dự. Ngoài các làng công nghệ truyền thống, TechFest năm nay có sự xuất hiện của 18 làng công nghệ mới như vũ trụ ảo, Metaverse, Blockchain, trí tuệ nhân tạo. Đây là lĩnh vực có các mô hình kinh doanh tăng trưởng rất nhanh và chứa đựng nhiều hàm lượng công nghệ. Đặc biệt các làng công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn, dược liệu sạch, năng lượng mới đang là xu hướng của thế giới, đang được các quỹ đầu tư quốc tế quan tâm. TechFest năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2 đến 4 tháng 12 tại Bình Dương. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho các startup ở Việt Nam, được tổ chức lần đầu vào năm 2015. Đến nay, TechFest Việt Nam đã thu hút sự tham gia của 2.600 doanh nghiệp khởi nghiệp, 1.000 lượt khách đầu tư trong nước và quốc tế. Tin thế giới, ngày 27 tháng 11, đảng cực hữu Noam và đảng Likud của ông Netanyahu, người được chỉ định đứng ra đàm phán thành lập chính phủ mới tại Israel, đã ký thỏa thuận liên minh. Theo thỏa thuận, lãnh đạo đảng Noam Avimas sẽ giữ một vị trí cấp cao tại văn phòng thủ tướng và đảm trách một tổ chức mới có tên gọi Cơ quan Bản sắc Do Thái Quốc gia. Ông Maaret cũng sẽ phụ trách Natib, cơ quan có nhiệm vụ duy trì liên lạc với người Do Thái tại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây và khuyến khích họ định cư tại Israel. Đây là thỏa thuận liên minh thứ hai mà đảng Likud đạt được sau khi ông Netanyahu được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ liên minh mới hồi giữa tháng này. Theo luật Israel, ông Netanyahu sẽ phải thành lập chính phủ liên minh trước giữa tháng 12, nếu không Tổng thống sẽ chỉ định một nhà lập pháp khác thành lập chính phủ. Theo kết quả thăm dò dư luận mới công bố của hãng tin Kyodo News, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã giảm tới 4,5 điểm phần trăm so với tháng trước đó xuống mức 33,1%. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Kishida nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái.
Ở chiều ngược lại, tỷ lệ phản đối nội các của Thủ tướng Kishida lên tới 51,6%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ phản đối này vượt ngưỡng 50% trong các cuộc thăm dò của Kyodo News. Trước đó, trong cuộc khảo sát tương tự được công bố ngày 30 tháng 10, tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của Thủ tướng Kishida khi đó sẽ tăng nhẹ lên 37,6%. Liên quan tới sự ra đi của ba bộ trưởng trong nội các, chỉ trong chưa đầy một tháng vì liên quan tới các vụ bê bối hoặc có phát ngôn gây tranh cãi, hơn 62% người được phỏng vấn cho rằng việc Thủ tướng Kishida cách chức những bộ trưởng này là quá muộn, trong khi chỉ có 26% cho rằng thời điểm sa thải là thích hợp. Ngày 27 tháng 11, chính phủ Canada đã công bố cụ thể chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được chờ đợi từ lâu, trong đó dành 2,3 tỷ đô la Canada, tức là khoảng 1,72 tỷ đô la Mỹ nhằm thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với các nước từ Pakistan đến Nhật Bản. Chính phủ Canada nhấn mạnh mọi vấn đề quan trọng với người dân Canada, từ an ninh quốc gia, kinh tế thịnh vượng, tôn trọng luật pháp quốc tế, các giá trị dân chủ, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và quyền con người sẽ được định hình bởi các quan hệ của quốc gia Bắc Mỹ với các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Giai đoạn 5 năm đầu tiên trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada gồm các sáng kiến mới với nguồn vốn đầu tư khoảng 2,3 tỷ đô la Canada. Nước này cũng xác định chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nỗ lực của toàn xã hội với 5 mục tiêu liên kết với nhau. Trong bối cảnh tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng trở nên tồi tệ do cuộc đình công quy mô lớn của giới tài xế xe tải, chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo vận tải hàng hóa lên mức cao nhất, đồng thời lên kế hoạch đàm phán với Hiệp hội Lái xe tải của nước này. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo gián đoạn vận chuyển hàng hóa lên mức cao nhất là nghiêm trọng. Ở mức cảnh báo này, chính phủ có thể buộc công nhân ngành vận tải trở lại làm việc. Những người không tuân thủ có thể bị phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền lên đến 30 triệu won, tức hơn 22.000 đô la Mỹ. Thông báo cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc đã lên kế hoạch đàm phán lần đầu tiên với nghiệp đoàn lái xe tải để tìm cách giải quyết vấn đề. Từ ngày 23 tháng 11, các lái xe tải Hàn Quốc đã tiến hành đình công với yêu sách đảm bảo lương tối thiểu trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt. Tối 27 tháng 11, Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh viễn thám mới từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên, khu vực Tây Nam Trung Quốc. Vệ tinh giao cảm 36 được phóng lúc 20 giờ 23 phút tối 27 tháng 11 theo giờ Bắc Kinh bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2G và đã đi vào quỹ đạo như dự kiến. Lần phóng này đánh dấu nhiệm vụ thứ 451 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh. Trước đó hôm 3 tháng 9, Trung Quốc cũng đã đưa vệ tinh viễn thám giao cảm 3302 vào không gian bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4C từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở tỉnh Cam Túc. Rạng sáng 28 tháng 11 theo giờ Việt Nam, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào một cột điện cao thế tại bang Maryland, cách thủ đô Washington DC khoảng 30 km về phía Bắc. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hàng chục nghìn hộ gia đình tại Mỹ bị mất điện. Sau khi đâm vào cột điện, máy bay đã bị vướng vào đường dây điện cách mặt đất khoảng 30 mét. Cơ quan cứu hộ cho biết đã liên lạc được với hai người trên máy bay nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo công ty quản lý tiện ích khu vực Washington, Pepco, vụ tai nạn đã gây mất điện cho khoảng 120.000 khách hàng. Một số tuyến đường phải đóng cửa và nhiều đèn giao thông không hoạt động. Cơ quan cứu hộ đã phải huy động một cần cầu khổng lồ, nhưng công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn do phải đảm bảo an toàn khi đưa máy bay ra khỏi đường dây điện trước khi giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Thưa quý vị và các bạn, những nếp nhà phủ rêu xám của đồng bào người Tày ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên có sức hấp dẫn kỳ lạ bởi nét cổ kính trầm mặc. Ở bản người Tày bình yên ấy, dưới tán cọ xanh trong mỗi nếp nhà, chúng ta có thể cảm nhận được nhịp sống sôi động thường ngày hòa trong nét văn hóa truyền thống, tạo nên dấu ấn riêng có không thể nào quên. Trước khi khép lại chương trình thời sự, những hình ảnh bình dị mà thơ mộng đó sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong một khoảnh khắc Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.